Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Vĩnh Phúc đã tiễn đưa hàng vạn người con ưu tú lên đường ra mặt trận. Có những người đã ngã xuống, có những người đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường, góp phần cùng cả nước làm nên những chiến thắng bất tử, giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Để thể hiện lòng biết ơn và tri ân những anh hùng, liệt sĩ và những người có công với cách mạng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc luôn làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách. Mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Năm 1968, cùng với hàng nghìn thanh niên của huyện Bình Xuyên, chàng trai trẻ Lê Tiến Dũng, xã Quất Liêu viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Là lính lái xe Trường Sơn, trải qua biết bao chiến trường đầy khói lửa, hòa bình lập lại, trở về địa phương mang trên mình những vết thương từ chiến tranh để lại. Sức lao động của thương binh Lê Tiến Dũng bị giảm sút, hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn. Nhờ những chính sách chăm lo cho người có công của Đảng nhà nước mà cuộc sống gia đình ông từng bước ổn định. Sự chăm lo của Đảng và Chính phủ là đối với hàng năm đối với đối tượng chính sách chúng tôi là rất là chú đáo, đã quan tâm đến đời sống của từng đồng chí thương bệnh binh như tôi. Cho nên là trong cái thời gian vừa qua thì tôi cũng rất là vinh dự được Đảng nhà nước đã quan tâm đến bản thân, hỗ trợ cho gia đình được xây dựng gian cửa gian nhà. Cho đến ngày hôm nay thì cuộc sống gia đình tôi là so với trước đây này cũng khấm khá lên rất nhiều. Trước đây thì gia đình ở cái gia đình cấp 4 lụt sụp, thì bây giờ là khang trang hơn. Rất là biết ơn Đảng và Chính phủ đã quan tâm đối tượng chính sách của chúng tôi. Huyện Bình Xuyên hiện có trên 2.700 gia đình chính sách, trong đó có 153 mẹ Việt Nam anh hùng, 57 cán bộ tiền khởi nghĩa, 70 lão thành cách mạng và trên 600 thương bệnh binh và hơn 1.400 liệt sĩ. Để công tác đền ơn đáp nghĩa thực sự mang lại hiệu quả, huyện Bình Xuyên thường xuyên quan tâm và chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể thực hiện đầy đủ, kịp thời những chính sách của Đảng và nhà nước, chăm lo đời sống cho các thương binh, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách và người có công với cách mạng vào dịp 27 tháng 7 và lễ Tết hàng năm, tuyên truyền vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, doanh nghiệp, doanh nhân và người dân tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tạo thành phong trào hoạt động sâu rộng. Hàng năm thì huyện cũng như là các ngành, các cơ quan đơn vị thì đều thăm hỏi tặng quà các cái gia đình chính sách nhân cái dịp 27 tháng 7 rồi các cái dịp lễ Tết. Thế thì năm nay, năm kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ thì huyện cũng trích từ cái quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện tặng 10 cái hộ gia đình người có công mà có hoàn cảnh khó khăn sổ tiết kiệm, mỗi cái sổ trị giá 10 triệu đồng. Và chúng tôi cũng nhân cái dịp này thì chúng tôi cũng rà soát và cũng hỗ trợ 4 cái hộ gia đình chính sách mà khó khăn về nhà ở từ cái nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện. Trong cái dịp này thì các cái cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện cũng đã huy động cái quỹ để thăm hỏi tặng quà các cái gia đình chính sách. Tháng 7, tháng tri ân của cả nước đối với các anh hùng liệt sĩ và các gia đình chính sách, cùng với các hoạt động tri ân của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, rất nhiều đơn vị tổ chức trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nghĩa tình. Tiêu biểu như Bệnh viện Quân y 109 đã tổ chức chương trình khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các thương bệnh binh và thân nhân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Liên Châu, huyện Yên Lạc. Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc phối hợp với đội sinh viên tình nguyện, Hội đồng hương tỉnh Vĩnh Phúc, Học viện Tài chính thực hiện hành trình về nguồn tại huyện Sông Lô với nhiều hoạt động thiết thực như viếng nghĩa trang liệt sĩ tại xã Đảo Sơn và đài tưởng niệm huyện Sông Lô, tham gia chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang, thăm hỏi, tặng quà và động viên các gia đình, thân nhân liệt sĩ. Thông qua các cái hoạt động thiết thực như này thì chúng tôi muốn gửi lời biết ơn sâu sắc đến các gia đình liệt sĩ cũng như là các liệt sĩ đã ngã xuống không tiếc máu xương để bảo vệ độc lập cho dân tộc. Và chúng tôi mong muốn góp cái sức trẻ của mình, một phần cái công sức nhỏ của mình vào việc công cuộc xây dựng quê hương đất nước. Tỉnh Vĩnh Phúc hiện có trên 138.000 đối tượng thuộc diện người có công với cách mạng, trong đó có trên 15.000 liệt sĩ, hơn 1.500 mẹ Việt Nam anh hùng, 1.460 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ lão thành cách mạng và tiền khởi nghĩa, trên 12.000 thương binh, bệnh binh. Hàng năm, công tác quản lý và thực hiện chính sách ưu đãi,
đối với những người có công luôn được các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo 100% số hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn cộng đồng dân cư. 100% xã phường thị trấn của tỉnh được công nhận làm tốt công tác thương binh liệt sĩ. Từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa đã có hàng nghìn gia đình chính sách được hỗ trợ tiền sửa chữa, xây dựng nhà ở. 100% các mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng suốt đời. Chúng tôi đã phối hợp với lại Ủy ban nhân dân các xã thị trấn rà soát các đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn của huyện để tham mưu cho Ủy ban huyện cũng như là bên đoàn thể để phối hợp với lại đoàn thể và vận động các tổ chức doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện để chăm lo hỗ trợ cho đối tượng chính sách người có công, đặc biệt là phối hợp với lại Mặt trận Tổ quốc rà soát số đối tượng chính sách người có công trên địa bàn huyện khó khăn về nhà ở và đã phối hợp cùng với lại Mặt trận Tổ quốc để xây dựng cái đề án giai đoạn 2022-2025 về hỗ trợ nhà ở cho chính sách người có công trên địa bàn của huyện. Trong hành trình về nguồn nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, Vĩnh Phúc đã thành lập nhiều đoàn cán bộ lãnh đạo của tỉnh tổ chức đi dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở các nghĩa trang liệt sĩ tại những địa danh lịch sử khu vực miền Trung và các tỉnh Tây Bắc, nơi yên nghỉ của hàng vạn anh hùng liệt sĩ của đất nước nói chung và quê hương Vĩnh Phúc nói riêng trong cuộc chiến tranh giành độc lập, tự do của dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đây là hoạt động thường niên mỗi dịp 27 tháng 7 của tỉnh Vĩnh Phúc nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và khắc ghi công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã dâng hiến xương máu, dành trọn tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của dân tộc, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng của cha ông và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những nghĩa trang vẫn còn đó, các ngôi mộ của các anh, rồi còn bao tấm gương các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh hiện nay vẫn đang còn đó như minh chứng cho sự cố gắng, sự hy sinh, sự mất mát của lớp thế hệ cha anh chúng ta đi trước. Ngày 27 tháng 7 là một ngày lễ lớn của dân tộc ta, ngày mà cả dân tộc ta tri ân, tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc xin hứa sẽ nguyện đem hết sức mình để cống hiến xây dựng đất nước nói chung, xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và cống hiến hết sức mình để bảo vệ cái nền độc lập, tự chủ của Việt Nam chúng ta. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công vừa là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả của cả hệ thống chính trị và toàn dân, vừa là sự ghi nhận, tôn vinh của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giải phóng dân tộc. Chọn nghĩa, vẹn tình với người có công còn được khắc họa đậm nét qua những hoạt động tri ân ý nghĩa trong những ngày tháng 7 thiêng liêng. Đây cũng là dịp để mỗi người dân thêm tự hào về truyền thống cách mạng, bồi đắp và phát huy tinh thần cách mạng, góp sức xây dựng quê hương đất nước. Tôi không thể...